Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Tin sáng ngày 6 tháng 10 năm 2017. Tôi là Minh Vi và xin mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết ở phần 2 của chương trình. Thưa quý vị, kể từ khi xảy ra vụ xả súng khiến ít nhất 59 người chết và hơn 500 người bị thương ở Las Vegas, đã có hàng ngàn người đi hiến máu nhằm giúp ngăn chặn số người chết gia tăng vì thiếu máu dự phòng ở các bệnh viện địa phương. Vụ xả súng xảy ra vào tối Chủ nhật ngày 1 tháng 10. Hàng trăm người đã được đưa đến bệnh viện trong khu vực, gây tình trạng thiếu máu dự phòng. Cảnh sát và các bệnh viện Las Vegas đã kêu gọi người dân đi hiến máu. Chỉ sau vài tiếng kêu gọi, hàng ngàn người đã đến trung tâm hiến máu để giúp đỡ nạn nhân. Nhiều người đến từ sáng sớm và quyết định hiến nhiều máu nhất có thể. Tôi hiến được bao nhiêu thì sẽ hiến bấy nhiêu. Tôi chỉ muốn giúp đỡ các nạn nhân như mọi người ở đây đang làm. Vụ ở Las Vegas không phải là một chuyện chỉ xảy ra với người khác. Đây là chuyện cộng đồng người Mỹ đang bị hại. Và điều đó có nghĩa là mọi người Mỹ đều phải đồng lòng. Nếu anh nhìn xung quanh, anh có thể thấy mọi người đang đi hiến máu, đi chia sẻ, đóng góp thời gian, tiền bạc và nước để giúp những người bị hại. Nhiều người cho biết vì số lượng người đến hiến máu quá đông, nên có nhiều người phải đợi 8 tiếng đồng hồ để được hiến máu. Thủ tướng Úc vừa cho biết sẽ thành lập một hệ thống cơ sở dữ liệu hình ảnh toàn dân nhằm phát hiện sớm nghi phạm khủng bố qua camera công cộng. Vào hôm 5 tháng 10, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cho biết cảnh sát nước này sẽ lập một hệ thống ảnh chân dung của tất thảy các cá nhân là người dân Úc hoặc sống trên đất Úc. Hệ thống sẽ tự động nhận diện khuôn mặt của nghi phạm khủng bố nếu nghi phạm xuất hiện trên màn hình camera đặt ở những nơi công cộng. Kế hoạch này sẽ tiết giảm thời gian tìm kiếm và sàng lọc nghi phạm, vốn được thực hiện thủ công bởi giới chức các bang. Cách làm cũ được cho là mất thời gian, có khi lên đến cả tuần và không chính xác khi phải quét hình trong đám đông. Thông tin về hệ thống cơ sở dữ liệu được công bố sau khi Thủ tướng Turnbull gặp gỡ các lãnh đạo các bang để thống nhất các phương án chống khủng bố mới, trong đó bao gồm việc kéo dài thời gian bắt tạm giam nghi phạm lên đến 2 tuần. Thưa quý vị, ngay sau cuộc trưng cầu dân ý với 90% người dân khu vực tự trị Catalonia đồng ý tách ra khỏi Tây Ban Nha và thành lập một quốc gia riêng, Catalonia dự định sẽ tiến tới tuyên bố độc lập vào tuần tới. Điều này đã gây áp lực lên Liên minh châu Âu-EU, đồng thời chính phủ Tây Ban Nha khẳng định họ từ chối đàm phán trừ khi Catalonia tuân phục họ. Hiện tại, những người đứng đầu trưng cầu dân ý của Catalonia đang gây sức ép lên chính phủ Tây Ban Nha, yêu cầu họ phải đồng ý cho vùng Catalonia cách thành một quốc gia độc lập với Tây Ban Nha. Tôi sẽ lặp lại vấn đề này thật nhiều lần nếu cần thiết. Hòa bình, đàm phán và thỏa thuận là văn hóa chính trị của người dân chúng ta. Ngay sau cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 1 tháng 10, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã tuyên bố hãy tuân thủ đúng pháp luật trước khi dàn xếp bất kỳ một cuộc đàm phán nào. Trong lần trưng cầu dân ý của Catalonia, đã có khoảng 900 người bị thương do xung đột với cảnh sát và trong cuộc biểu tình của hàng ngàn người vào ngày 3 tháng 10 nhằm phản đối việc dùng bạo lực can thiệp bỏ phiếu trưng cầu dân ý. Quốc hội Catalonia dự định sẽ đơn phương tuyên bố độc lập vào ngày 9 tháng 10, bất chấp không được Tây Ban Nha và quốc tế công nhận. Hầu hết người Tây Ban Nha phản đối mạnh mẽ việc đòi độc lập của Catalonia. Trước đó, phía EU đã kêu gọi một cuộc đàm phán giữa hai bên và hiện họ vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch nào để can thiệp vào vấn đề nội tại này của Tây Ban Nha. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Sau 6 năm đàm phán Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản, gọi tắt là VPA Plastic giữa Việt Nam và EU đã được ký tắt vào tháng 5 2017 vừa rồi. Nếu không có gì thay đổi, Hiệp định sẽ được triển khai đầy đủ vào năm 2020 và tạo một động lực mạnh mẽ cho ngành chế biến và xuất khẩu sản phẩm gỗ trong nước. Ghi nhận tại các địa phương có diện tích rừng trồng lớn trong cả nước, cả người trồng rừng và cộng đồng đã ý thức và bắt đầu có những hành động tích cực để tham gia Hiệp định này. Đời sống của người dân trên dải đất miền Trung đầy nắng và gió đã bước sang một trang mới trong những năm gần đây nhờ trồng rừng. Không còn những mảnh đất trống đồi trọc bị hoang hóa, thay vào đó màu xanh mát mắt của keo lá tràm phủ khắp các triền đồi. Dẫn chúng tôi đi thăm phần rừng mới trồng của mình, lão nông Phạm Long cho biết, keo lá tràm là loại cây lấy gỗ có năng suất cao, sinh trưởng nhanh và đặc biệt thích hợp với vùng đất cho ăn đá, gạn sỏi này. Nhờ loại cây này mà đời sống một số hộ dân ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam trở nên khấm khá hơn trong vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, theo ông Long, việc canh tác rừng ở đây vẫn phải nương nhờ vào thời tiết. Theo kinh nghiệm người xưa truyền lại, trung bình cứ 5 năm, người dân miền Trung phải gánh chịu một cơn bão lớn, nên người trồng rừng cũng phải tính toán sao cho kịp xẻ gỗ trước thời điểm đó. Hơn nữa, rừng càng để lâu năm, người nông dân càng đuối vốn. Do đó, người trồng rừng đành chấp nhận bán lúa non
tức thu hoạch gỗ khi cánh rừng mới được 3-4 năm tuổi, dù lợi nhuận có thể chỉ bằng một nửa. Vừa là trồng chăm sóc rồi đến cái tuổi mình chăm sóc, cái tuổi thứ tới năm thứ tư thì dân nó còn kìa có bốc. Cho nên thứ nhất là phải bón cây nâu. Bón cây nâu tất nhiên là trong thời gian là giá trị một năm thì bình quân cho nó gần 10 triệu, tóm tới 10 triệu cho một năm. Và trong khi thời gian đó là trồng lại là trâu bò nó khó khăn. Cho nên là nếu mà có vốn thì chúng tôi để từ 3 năm tuổi thì phải là 1 hectare phải 30 triệu. Mà 4 năm tuổi thì 40 triệu. Mà trong khi 4 năm tuổi khai thác cây nâu á, thứ nhất là kém hiệu quả, nhà má giam người ta là cũng không muốn nhập cái loại cây nâu. Theo các doanh nghiệp chế biến gỗ thì một cây gỗ chỉ đạt tiêu chuẩn để chế biến khi được trồng từ 7 đến 10 năm. Tại Quảng Nam, loại gỗ này đang được thu mua với giá khoảng 1,5 đến 1,7 triệu đồng một tấn, trong khi các loại gỗ dưới 5 năm tuổi chỉ có thể xay ra làm gỗ dăm với giá bán chỉ khoảng 1 đến 1,2 triệu đồng một tấn. Từ tháng 11 năm 2010, Chính phủ Việt Nam bắt đầu đàm phán với Liên minh châu Âu EU một hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản, gọi tắt là VBA Flecti. Sau 6 năm đàm phán, tính đến tháng 5 vừa rồi, hai bên đã ký tắt lời văn hiệp định này. Đúng như tên gọi, VBA Flecti có thể được xem như cam kết của Việt Nam trong việc tuân thủ và thực thi đầy đủ các quy định pháp luật của Chính phủ Việt Nam về lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản. Và cam kết này được phía EU công nhận. Theo đó, nếu một lô gỗ được cấp phép Flecti từ phía Việt Nam sẽ được nhập khẩu vào EU mà không cần qua bất kỳ bước giải trình nào nữa. Ngoài ra, việc tham gia Flecti cũng là thông điệp mạnh mẽ của Việt Nam với bạn bè thế giới rằng Việt Nam không sử dụng gỗ bất hợp pháp. Nhờ đó, hiệp định được kỳ vọng sẽ mở toang cánh cửa cho ngành xuất khẩu gỗ Việt Nam thay vì dừng ở con số 6-7 tỷ đô la Mỹ một năm. Từ đó, người trồng rừng cũng sẽ có thêm cơ hội trở thành mắt xích đầu tiên trong chuỗi giá trị xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ, thay vì mãi loanh quanh với việc bán non cánh rừng làm gỗ dăm. Ghi nhận thực tế tại một số địa phương có diện tích đất dành cho trồng rừng lớn, đa phần người dân rất phấn khởi khi được tiếp cận với hiệp định này. Dân người ta nhận thức được là hiện tại là gỗ ở đây người dân là bán là chỉ là với cái tư cách là gỗ dăm thôi, chứ không phải là gỗ để xuất khẩu. Nhưng mà dự án đây là đưa vào là mục đích là để gỗ xuất khẩu, nên giá thành nó cao lên, nên người dân chúng ta ở đây là mới hiểu được cái việc đấy, nên người dân rất là mong muốn. Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, một lô gỗ chỉ được xem là hợp pháp khi được trồng trên đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gọi nôm na là sổ đỏ. Tuy nhiên, theo các nội dung hiệp định được ký tắt hồi tháng 5 vừa qua, cuối cùng phía Liên minh châu Âu đã chấp nhận các loại giấy tờ thay cho sổ đỏ như hợp đồng sử dụng đất, hợp đồng thuê khoán đất hoặc xác nhận của chính quyền địa phương về việc sử dụng đất của hộ gia đình đó. Hiện chính quyền các xã nơi có diện tích rừng trồng lớn đã tiến hành đẩy nhanh quá trình cấp các loại giấy tờ xác nhận thay thế sổ đỏ. Bên cạnh đó, việc ký hợp đồng đóng bảo hiểm cho người lao động cũng là một vấn đề nan giải với các chủ rừng hiện nay, bởi nghề trồng rừng thường tận dụng nguồn lao động nhàn rỗi theo mùa vụ, chứ ít khi thuê người dài hạn. Ở Việt Nam mình thì biết rồi, đa số là họ trồng rồi họ tự phát, họ tự đi khai thác thôi. Mà cái ngày công lao động họ trả với cái mật độ bây giờ khoảng 100 mấy ngàn thì điều kiện đâu để những cái doanh nghiệp họ làm hợp đồng lao động hoặc là bảo hiểm y tế hoặc là bảo hiểm xã hội được các thứ. Một tín hiệu đáng mừng khác bên cạnh sự hồ hởi của người nông dân là chính quyền địa phương cũng đã có những động thái tích cực để hỗ trợ người trồng rừng có thể đáp ứng được các yêu cầu của VBA Flecti. Riêng khâu cấp giấy phép khai thác rừng, theo quy trình hiện nay, sau khi nhận được đơn xin khai thác rừng của các chủ hộ, xã phải cử cán bộ kiểm lâm đến tận nơi kiểm tra diện tích lô, lô vùng, số thửa, đánh giá mật độ cây, khối lượng khai thác v.v. mới được xác nhận. Thường mỗi xã chỉ có từ 2-3 cán bộ phụ trách công việc này, trong khi diện tích đất quản lý có khi lên đến gần 2.000 hectare. Tuy nhiên, nhiều xã đã tự đặt ra mục tiêu giải quyết hồ sơ xin khai thác rừng trong 3-5 ngày. Ngoài ra, một số địa phương còn chủ động đề xuất lên cấp trên một số cơ chế hỗ trợ tài chính, giúp người nông dân yên tâm duy trì rừng gỗ của mình từ 7 đến 10 năm. Thật ra thì người ta làm rừng, người ta rất có nhu cầu, người ta thích rừng. Nhưng mà hiện nay mà mình là chưa có cái bảo hiểm cho người làm rừng. Họ muốn có một cái anh doanh nghiệp của nó vô bảo hiểm thì người ta sẽ kéo rê ra cái thời gian nam đến sáng nam, bả nam để cho ông đột cái van lên, ví dụ van đường kính lên to lên để hiệu quả cao hơn. Từ năm 2014, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên gọi tắt là WWF tại Việt Nam đã có những dự án hỗ trợ cộng đồng địa phương cho việc tuân thủ VBA Flecti.
Theo đó, WWF đã phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên lên kế hoạch truyền thông bài bản cho người trồng rừng và cộng đồng địa phương. Thông qua các buổi hội thảo, tham vấn, tập huấn, WWF đã có những bước hỗ trợ giúp người dân có sự chuẩn bị để biến VBA Flexi thành một trợ lực hoàn toàn. Trong cái họp với bà con ấy, thì chúng tôi cũng thảo luận cùng với họ xem là những cái tác động tiềm tàng, những cái tác động nào mà cái hiệp định này có thể là tác động đối với lại người dân địa phương, để trên cái cơ sở đó thì người dân là có thể chủ động chuẩn bị để làm sao là giảm thiểu những cái tác động của hiệp định, cũng như là đáp ứng tốt những cái đòi hỏi nội dung của hiệp định, và do vậy thì bà con có thể là ổn định cái sản xuất, cũng như là làm ra những cái sản phẩm sản xuất những cái sản phẩm gỗ mà thị trường, cụ thể là các nhà máy chế biến của Việt Nam có thể chấp nhận, và trên cơ sở đó thì nâng cao cái thu nhập cũng như là cái đời sống của bà con cộng đồng địa phương. Là một trong những người đầu tiên được tham gia vào dự án này, ông Nguyễn Phúc Khánh, người trồng rừng tại xã Ayun, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai, rất hào hứng với chương trình. Vừa rồi tôi có đi Đông Hà, đoàn có mời đi, tôi ra tôi dự, tôi thấy rất là lợi. Còn trước đây là nhân dân chúng tôi là đây là trồng rừng là thấy nó giá nó bấp bênh, đành rằng là không có người mua, nhưng mà giá nó thấp. Dân ở đây là ở trong hũ trong máy rồi là họ không biết giá là bao nhiêu, cứ là trả thì mình bán. Đó, cho nên từ ngày tôi tập huấn tôi thấy cái đây là cái chương trình này rất là hay. Theo nhận định của một nhà cung ứng gỗ nguyên liệu lớn trong nước, nguồn gỗ trồng trong nước hoàn toàn có khả năng thay thế gỗ nhập khẩu. Với VBA Flexi cũng không có gì quá tham lam nếu ngành gỗ trong nước đặt mục tiêu từ một nước xuất khẩu gỗ dầm lớn nhất thế giới hiện nay thành quốc gia xuất khẩu gỗ và các sản phẩm đồ gỗ nhất nhì thế giới. Chuyển sang thị trường chứng khoán, cả hai sàn đồng loạt đảo chiều giảm điểm. Về cuối phiên giao dịch ngày 5 tháng 10, thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức thấp. Thị trường tiếp tục duy trì sắc xanh khi bước vào đầu phiên giao dịch. Các cổ phiếu trụ cột như Masan, Vietcombank và Petrolimex đã hỗ trợ tích cực cho đà tăng của chỉ số. Tuy vậy, hoạt động giao dịch trên thị trường vẫn giữ ở mức thấp do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Chuyển sang phiên chiều, sắc xanh trên VN Index tiếp tục khá vững chắc. Tuy nhiên, càng về cuối phiên, đà tăng của thị trường lại bị thu hẹp đáng kể trước lực bán gia tăng tại nhiều cổ phiếu lớn. Nhóm ngành bia rượu như Sabeco và Habeco có tác động tiêu cực đến chỉ số, trong đó Habeco giảm sàn. Cái phiên VN Index giảm nhẹ về mốc 805,23 điểm, thanh khoản đạt gần 3.400 tỷ đồng, tương đương hơn 148 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Diễn biến cùng chiều với sàn HOSE, chỉ số HNX Index tăng gần như suốt phiên nhưng lại giảm điểm về cuối phiên. Số lượng mã giảm giá lấn lướt trên toàn sàn, hoạt động giao dịch tiếp tục ở mức thấp. Chốt phiên, HNX Index giảm 0,44%, xuống còn 106,96 điểm, khối lượng giao dịch hơn 47 triệu đơn vị, ứng với trên 550 tỷ đồng. Còn bây giờ, Minh Vy xin mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng với chương trình Tin Sáng. Chúng ta sẽ đến với những nội dung nổi bật ở phần tiếp theo. Ngân hàng phát cảnh báo mã độc Red Alert 2.0 tấn công chiếm tài khoản. Ga Sài Gòn sẽ bán hơn 300.000 vé tàu Tết Mậu Tuất từ ngày 15 tháng 10.